Xin chào các bạn, hôm nay mình hướng dẫn các bạn update Data Pack 4.02 và Data Pack 4.03 trên PES 2022 PS3. Xin lỗi vì để các bạn phải đợi lâu bản update này, vì dạo này mình bận quá. Và mình cảm ơn một số bạn hôm trước đã donate cho mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hai bản này chủ yếu cập nhật phây, giày, vân vân. Mình sẽ review qua một chút để các bạn thấy. Đầu tiên là đầu tóc mới của Pogba. Tiếp theo là hình xăm của Messi. Và mình có sửa một vài phây của đội tuyển Việt Nam như Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Công Phượng và Quế Ngọc Hải.
Mình có thêm giải đấu V-League một demo trước, sắp tới mình sẽ làm thêm vài câu lạc bộ V-League. À, mình có sửa áo đấu Việt Nam khá giống với ngoài đời.
Review chút đó thôi. Giờ bắt đầu vào làm nào. Các bạn tải file ở link dưới mô tả nha. Giải nén ra các bạn sẽ được 7 file, trong đó có một file save data. Các bạn cắm USB và vào Multiman. Các bạn chọn vào PS3 root. Ở đây các bạn chọn vào USB không? Các bạn sẽ thấy các thư mục ở USB của mình. Các bạn chọn vào thư mục đã chứa file đã tải. Của mình chứa trong thư mục Games. Các bạn copy 6 file có tên như trong video của mình. Các bạn để lại file có tên folder là PS3 vì file đó là file save data. Folder PS3 đó các bạn bỏ thẳng ra ngoài USB luôn, không chứa trong thư mục nào, như vậy tí copy save data thì PS3 mới nhận. Rồi sau khi các bạn nhấn X một lần để chọn 6 file thì các bạn nhấn O để mở danh mục tùy chọn. Tiếp các bạn nhấn X vào copy nha. Các bạn di chuyển chuột qua PS3 root để mở thêm một tab và chọn vào HDD không? Chọn vào game. Ở đây các bạn chọn vào +3.1.6.1.2 data pack. Tiếp chọn vào USRDIR. Ở đây các bạn nhấn O để mở tab danh mục và chọn vào paste để dán 6 file đó vào. Để đỡ làm mất thời gian nên mình không làm nữa. Các bạn đợi paste xong thì kiểm tra xem đã có 6 file đó chưa nha. Có đủ 6 file là đã thành công. Giờ thì thoát ra và làm tiếp bước save data.
Bước xếp data này thì các bạn làm như các video cập nhật chuyển nhượng mình hướng dẫn lúc trước. Copy xếp data ở user B qua xong thì vào Apollo xác nhận thay đổi là xong. Chúc các bạn thành công. Ai làm thành công ủng hộ mình một like một sub nha. Có gì thắc mắc thì IB Fay mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.